Rồi, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Chuyên Hàng Bãi. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một cái số sản phẩm mới về ngày hôm nay nhá. Thì hôm nay gồm có những cái món này, tầm 10 món gì đó. Thì rất mong anh em ủng hộ và cảm ơn anh em đã ủng hộ trong suốt quá trình thời gian qua. Thì trước khi vào công việc thì hãy cho em xin một like để lấy tương tác với mọi người. Và anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để có video mới em úp lên thì anh em sẽ được cập nhật để xem và theo dõi, không bỏ lỡ video để mua được những hàng mới nhất có thể bên em. Rồi, không nói dài dòng nữa thì em bắt đầu vào công việc. Thì xin giới thiệu cho anh em là gồm có 10 món. Thì trước tiên là cái con dao D40 chip C12 Cesarex này. Cán này mua mới của nó là không hề rẻ nhé. Tungaloy Toshiba, Tungaloy mới keng sở beng luôn. Mua mới là không dưới 5 triệu một cây hả ha. Đó. Một cái cán 25 vuông 25 ngoài đã bán đến 4-5 triệu rồi. Cán này không dưới 5 triệu. Đó. Nhưng mà bên em chỉ bán với giá là mua lẻ là 1,7 triệu một cây. Bình thường là mua như các năm trước ấy thì nó khoảng 2 triệu. ₹8-3,5 triệu một cây là bán cho lái nhá. Để bán lại thì còn rất là cao nữa. Đó. Mua hai cây đó lên thì em để cho giá là 1,5 triệu một cây, là hai cây 3 triệu. Đó, cây này là dài D40 dài 300. Đây nhá, 300 này. Đó, có 4 cây. Đó, thì hàng này thì Tungaloy Toshiba này thì không chê vào đâu được nữa rồi. Mới keng xà beng, cái chỗ này là nó thiếu dầu nên là nó bị oxy hóa lên nhá. Đó. Không sao, quan trọng là mới. Đó. Rất là đẹp. Xịn sò luôn. Cho anh em luôn nhá. Tiếp theo mã thứ hai. Đó, anh em là chốt thì ấy nhá. Mã thứ hai. MT4 19mm, kẹp từ 19mm. Đây là hàng da van nhé. Giá 2 triệu bao ship cho anh em. Chuyển khoán nhé. Đó. Tiếp theo mã số 3 là cái cây Taro mà hít từ này. Đấy, ví dụ như anh em mà dùng Taro, anh em muốn Taro cái lỗ mà nó đứng ren. Đây là nắp sẵn rồi. Cây Taro rồi nhé. Đấy, cái này là từ M3 cho đến M12 đó lên vẫn được. M12, tầm M12. Đó, thì anh em trước khi anh em muốn ta nó không bị lệch lỗ. Đó, thì anh em sẽ hít cái từ này lại cho nó dính vào cái sắt này. Nó xong rồi anh em ta nó nhá, thì nó đứng ren đó, như này. Đấy. Thì nó đứng ren. Đó. Thì cây này đấy em bé mà hít này, nó hít này. Đó, thấy chưa? Đó, thì cây này thì như mới tinh. Hàng hiếm luôn. Trước cũng bán rồi, mới nhá. Đây cái này. Cái này siết do là hai bên hông này là chí cái đuôi cái lục giác. À, cái tứ giác của cái cây Taro. Còn cái này thì anh em sẽ, cái này nó lợi hại là nó siết được các loại từ M10, có khi M14, M16 đều được này. Đó. Tặng thêm cây Taro kèm theo. Giá 2 à, bộ này là 1,8 triệu. Tính bán này lời 200.000 thôi, lấy vào 1,5 triệu rồi nhé. Đó. Anh em quan tâm thì liên hệ. Rồi, tiếp theo là mã số 4 là cái đài Sandvik Thụy Điển 13T3 D80. Đâu rồi? Sandvik, chữ Sandvik nó to đùng. Đó. Sandvik này. D80 giá này 1 triệu nhé. Em lấy 800k rồi. Rồi, tiếp theo mã số 5 là cái đĩa đục lỗ mới keng sở beng
mà có cái mặt lâu ngày nó để ở trên thì nó bụi nó bám vào đây thì nó cũng oxy hóa ở trên. Cái đĩa này thì nó là 53 và 66 66 62 59 58 57 54 và 53 51 49 47 46 đó, thì cặp này là nó giống cặp này. Còn cặp này 32 là từ 24 25 26 28 32 34 37 38 41 42 43 thì cái này 3 đĩa. 53 thì 3 đĩa nhá. Giá là mua hai cái đổ lên. Ví dụ cặp này thì 800k một cái, mua lẻ một cái thì 1 triệu một cái nhá. Đó là đó. Thì cái cặp này nó đã đi theo mấy cái này này. Đó, cái này. Ví dụ anh em mua một bộ này là mấy cái này là 800k. Ví dụ như cái này. Đó. Cái này là nó rút chốt đây thì xin giới thiệu cái mã số 8 luôn để tí em giới thiệu qua. Mã số 5. Tiếp theo là cái mã số 6. Mã số 6 thì chip CBN siêu đẹp luôn. Đấy, về bán cho có thôi chứ cái loại này là không có ăn gì rồi đấy. Đây CBN này. Đấy, về đây cho anh em có tiện hàng không? Hàng bao đẹp luôn. Mua lại còn bị mé mất vài viên thì có giờ 0204 gì ấy, 08 đó. D15 C12 C12 D15 V16 T16 đó. Thì giá mua vào 40.000 thì bán 50.000 một viên CBN này cho anh em. Đó. Nhanh tay nhé, hàng Sumitomo Japan. Bao xịn, mua mới của nó rất là đắt nhé. Gần 1 triệu một viên đó. Hàng này siêu đẹp luôn. Lựa chuẩn cho anh em rồi. Nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng đấy nhé. Em không có phải lau hay rước gì hết. Bao xịn cho anh em nhé. Tiếp. Rồi tiếp theo là cái con dao số 7, thì mã số 7 là cái cán 32 nhân 350 sân Đà Vích Thị Điển nhé, cô dâu Miu. Sân Đà Vích này, cô dâu Miu. T16 nhé, giá con này là 1 triệu 350, móc lỗ sâu cho anh em nhé. Rồi tiếp theo mã số 8 là cái bộ như thế này thì em bán là 800 một bộ. Đó, còn cái một cái cây này không thì giá 700. Đó. Mấy cái cây linh tinh này thì không biết là cái gì, nó ở cái không biết là nó lắp vào cái đĩa này kiểu gì, hay là nó dùng để nó mở ra mở rô để nó ấy cứ để cho đỡ bị lộn đấy. Cho như anh em đặt anh em chỉnh bao nhiêu lỗ thì anh em gá vào cái này. Còn nếu mà anh em mua cái cây này, mua đĩa này thì phải chế cháo vào cái công việc đầu chia hay là cái ấy tự chế cũng được, phay răng phay nhông thì nó có các cái nhông lỗ đây thì tiện hơn nhé. Còn cái mã số 9 là cái R1.75 và R2 giá là 60k. Hàng này phay sau nhiệt thì ok nhé, bộ dài cũng có, một bộ ngắn cũng có. Đó, đây là giờ 1.75, đây là giờ 2, 60k. Tiếp theo là mã số 10 là hai con dao phay 12 giờ 0.5, giá 300k hai con, hàng siêu lướt như mới luôn. Đó, hàng của Mỹ này, con TS gì, ST này. Rồi tiếp theo là cái
Thì con VK08 này thì hàn trâu bò nhé, chịu mỗi hàn ba đập này kia. Con này nhìn khủng khiếp không? Anh em quan tâm thì nên đấy, có tầm mấy chục con thôi, không có nhiều đâu. Chip mình thấy nghiền rồi, khá dữ dằn. Ngoài ra thì còn một số khoan taro từ M3, M4, M5, M6, M8, M10, M10, M12 siêu đẹp nhé, mũi khoan các loại. Đó. Thì đấy, hôm nay là có những cái món này là dao 40 mới 300, 1,7 triệu là mua 2 cây, à, cây 1 cây, mua 2 cây là 1,5 triệu, 2 cây 3 triệu, mã số 2 đó, là 2 triệu, tu à, bầu khoan từ 1 đến 19 này. Đó. Ok, mấy cái cây này thì có lấy về cho người quen rồi nên không bán nhá. Cái này để lại. Đó, CBN thì 50.000 một viên. C12, D15 và T16. V16. Đó, thì hôm nay có những đứa này anh em có nhu cầu thì ủng hộ, anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký, anh em xin cho xin một like để lấy tương tác với mọi người. À, anh em chưa đăng ký thì nhớ đăng ký, thì có video mới thì em sẽ up lên cho anh em xem. À, thì anh em sẽ được cập nhật để xem video để không bỏ lỡ video mới bên em. Rồi xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Rồi xin chào. Mọi chi tiết xin liên hệ 0989821011. Rồi xin chào anh em.